Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trận động đất mạnh 7,2 độ ngoài khơi Đài Loan, Trung Quốc đã làm rung chuyển Đài Bắc vào sáng ngày 3 tháng 4, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố. Các đài truyền hình Đài Loan đã công bố video một số tòa nhà bị sập ở quận Hoa Liên, khu vực nằm gần tâm chấn trận động đất. Một số người được báo cáo đang bị mắc kẹt. Một người dân sống ở Hoa Liên thuộc Đài Loan, Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc động đất gây sạt lở núi khiến đất đá đổ xuống một thị trấn nằm gần đó. Theo đoạn video được quay lại, có thể thấy dư chấn của trận động đất xảy ra tại miền đông Đài Loan, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng cho ngọn núi nằm trong khu vực này và khiến đất đá cùng khói bụi từ trên núi đổ ập xuống thị trấn nhỏ nằm ngay đó. Dựa trên lời miêu tả của người dân địa phương, thị trấn trên giống như bị làn khói của ngày tận thế nuốt chửng. Theo Cục Quản lý Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 58 giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Truyền thông Đài Loan cho biết thêm, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên hòn đảo trong 25 năm qua. Nhật Bản đã ban bố khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, sóng thần cao tới 3 mét có thể sẽ tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. JMA nhận định cường độ trận động đất ở Đài Loan ở mức 7,5 độ. Cũng theo JMA, sóng thần cao 30cm đã xuất hiện tại đảo Yonaguni. Cơ quan địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo cho người dân ở khu vực ven biển của một số tỉnh, kêu gọi mọi người di tản lên vùng đất cao hơn. Một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters, trận động đất ở Đài Loan có thể được cảm nhận được ở thành phố Thượng Hải. Truyền thông Trung Quốc cho biết trận động đất cũng được cảm nhận ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó. Truyền thông Đài Loan cho hay đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trên đảo kể từ năm 1999 sau trận động đất mạnh 7,6 độ, cướp đi sinh mạng của khoảng 2.400 người và phá hủy hoặc làm hư hại 50.000 tòa nhà.